Đánh giá về kết quả hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 7, ý kiến cho rằng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị sớm trong tháng 3 đã tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách được tiếp cận với thông tin của các luật nhanh chóng. Đồng thời, việc điều hành sắp xếp chương trình hội nghị khoa học đã giúp cho không khí thảo luận sôi nổi và chất lượng. Thảo luận rất là cởi mở, nghiêm túc, nhưng thể hiện được cái trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng thể hiện được trách nhiệm của các nhà, các cơ quan tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu liên quan đến các cái dự án luật được trình, dự kiến trình tại cái kỳ họp thứ 7 này. Thì tôi nghĩ là cái việc tổ chức sớm hội nghị ấy thì sẽ góp phần cho giúp cho các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra có cái thời gian để tiếp thu, chỉnh lý nó được tốt hơn, và cũng tạo điều kiện cho các cái đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi là có điều kiện để lấy thêm các ý kiến của các cái đối tượng chịu sự tác động, rồi là tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia. Thì từ đó thì góp phần cho cái việc tham gia ý kiến vào các dự án luật nó được tốt hơn và dự thảo luật nó được chất lượng hơn. Tôi thấy là có một số luật mà được nhân dân đặc biệt quan tâm, ví dụ như luật giao thông đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô và một số các luật khác. Những cái dự án luật là những cái quy định mà còn nhiều các ý kiến khác nhau, còn nhiều các cái tranh luận giữa các nhà khoa học, giữa các chuyên gia cũng như là các đại biểu Quốc hội, thì tôi thấy là về cơ bản các đại biểu Quốc hội cũng đã cho những cái ý kiến đóng góp vô cùng xác đáng. Thế và các cái ý kiến trong cái hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách này cũng là cơ sở để cho ban soạn thảo sẽ tiếp thu cũng như là chỉnh lý dự án luật.